Ok, xin chào anh em. Chào anh em ngày mới vui vẻ. Chúc anh em một ngày thành công. Hôm nay thì Linh tiếp tục gắn liền với xe 150, hướng dẫn anh em một cái cách mà để bảo vệ cái chiếc xe thật là sạch, sạch tuyệt đối luôn nha anh em nhé. Bạn ngồi đây giúp mình. 100% ấy thì cái chiếc xe Exciter 150 ấy thì cuốc đều rất là dơ. Khi anh em rửa giấy nó không để ý đến phần này. Xe ngoài bóng bẩy nhưng bên trong nó rất là bẩn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách khắc phục 100% khỏi sạch sẽ luôn ở cái vị trí cốt này anh em nhé. Và sau đó thì mình tiếp tục là hướng dẫn anh em tăng xích cho đúng cách, nhanh gọn mà chuẩn 100% luôn đó. Giờ thì bắt đầu mình tiến hành nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái chai Coca, mình sẽ sử dụng cái nắp chai Coca này, sử dụng cái nắp chai Coca này để bịt vào cái lỗ này, là bịt vào cái lỗ này nha anh em nhé. Bắt đầu mình làm này, hướng dẫn anh em luôn. Ngoài có vẻ bóng bẩy nhưng mà các bạn giật cái cốp ra nó rất là dơ bẩn, mình rất là ghét cái điểm này. Đây, giờ thì bắt đầu là mình cho cái nắp Coca này vào trong cái vị trí này và mình cố định nó vào đây. Đó, chiếc xe này thì là một chiếc xe mình đang phục hồi sau tai nạn. Đây, những cá kia còn đang gãy đây. Đấy, cá của nhựa đang gãy đây. Mình đang phục hồi thì mình làm luôn cho bạn ấy cho nó sạch sẽ luôn. Đây, mình nhét cái nắp Coca đây nha anh em nhé. Đó, mình nhét nắp Coca đây và sau đó mình cố định bằng cái keo nến. Nếu anh em không có súng thì súng keo nến này anh em có thể mua keo nến này và dùng cái bật lửa để anh em gắn nó vào đây. Đó, gắn một lượng vào đây là cho nó cố định cái nắp này lại thì nó sẽ sạch, nó không bao giờ bị bùn nó bắn lên. Nhiều anh em xe ngoài rất bóng bẩy nhưng mở cái cốp ra nhìn mà nó dơ, nó bẩn kinh khủng luôn. Mình rất là ghét cái điểm mà bên hãng Yamaha chế cốp này phần này. Thực ra là họ có rất nhiều cách để làm cho nó kín nhưng mà họ lại làm nó hơi bị gọi là qua quá. Ngoài ra nó còn hai cái điểm này anh em nhá. Hai cái điểm này bùn nó cũng bắn lên này chứ không phải riêng cái nút này đâu nha anh em nhá. Mình sẽ gắn luôn một lượt đây. Thực ra là cái keo này ấy, thì nó gọi là dạng mà nó bây giờ nó đang bị nóng thì nó chảy, nó dính vậy thôi, chứ còn nếu mà để khô lâu dài ấy, khoảng tầm một vài năm ấy thì anh em bóc ra thoải mái, không ảnh hưởng gì đến nhựa zin hết nha anh em nhá. Anh em cứ làm đi, làm cho nó sạch, cho nó đẹp cho con xe. Đó, thấy cái keo. Đấy là phần hướng dẫn cho anh em gọi là chăm sóc chiếc xe từ trong ra ngoài, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Có vẻ là nó hơi gọi là nhì nhằng cái keo tí nhưng mà nó không sao cả các bạn ạ. Còn hơn là các bạn để trong cái này nguyên đất là đất không. Đấy, bạn có thể quay xuống cái vị trí dưới gầm của nó. Là vị trí dưới gầm đây. Mình bịt cái nắp Coca đây và cố định những cái chỗ hở này. Đấy. Phần điểm này ấy, thì cái bánh xe nó bắn lên rất là kinh khủng, đất gát rất là nhiều. Nên anh em nên làm thế cho sạch xe. Giờ thì mình đã cố định xong khô ráo cái này rồi. Bắt đầu là mình tiến hành xử lý cái miếng nhựa cao su này của hãng. Đây anh em nhìn này, cái chỗ này nó rất là bẩn luôn. Đây là xe này mới gọi là mới đi được có chưa nổi 1.000 km nha anh em nhé. Đó đã tai nạn rồi thì hôm nay mình đã xử lý luôn cái con xe tai nạn này và xử lý luôn cái phần cốp cho bạn cho sạch. Giờ cái miếng nhựa này mình sẽ cắt bỏ cái phần vấu đi. Mình sẽ cắt bỏ phần vấu đi. Cái nút này thực ra là làm nhà máy họ làm ấy đâu có chuẩn đâu. Bụi bẩn kinh khủng luôn. Mỗi lần mình rửa xe cho các anh em ấy là rất là khó phần này. Bẩn kinh khủng luôn. Xử lý rất là nhanh gọn luôn mà nó hết hoàn toàn nha anh em nhá, sạch sẽ 100% luôn. Đó, mình cắt cái vấu nó đi. Khi mình đút vào đây nó đỡ vướng cái chỗ này. Coi như là cái phần này là mình che kín luôn, cố định bằng keo. Cái này anh em nhé, sau này mà thích tháo ra hay làm bất cứ cái gì ấy, vẫn tháo ra bình thường, không ảnh hưởng gì đến zin cả. Đó, giờ mình lắp cái này vào. Đây là mình lắp tương đối để cho anh em xem thôi.
Còn về phần cái phần mà mình tí mình còn tháo ra, mình xử lý cái phần yếm vỡ này nữa, mình đã tháo cái phần này ra thôi. Đó, anh em nhìn thấy gọn gàng không? Rất là gọn gàng nhá. New zin luôn. Và đảm bảo tuyệt đối 100% là sạch sẽ cho anh em luôn trong quá trình sử dụng lâu dài. À, giờ thì mình tiếp tục hướng dẫn cho anh em tăng xích đúng cách mà nhanh nhá. Cái việc mà tăng xích đúng ấy thì là giúp xe mình vận hành tốt hơn. À, còn những mà các bạn mà tăng xích mà nó sai ấy, thì là liên quan rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là bánh xe không lệch. Thứ hai là phanh, cái má phanh này nó sẽ bị hay bị bó phanh anh em ạ. Cho nên là bây giờ bắt đầu mình tiến hành tăng xích đúng cách cho anh em mà rất là dễ nhá. Điều đầu tiên là mình sẽ nhả con này ốc ra trước này. Đó, mình sẽ nhả con ốc này ra trước. Nhả lỏng con ốc này ra, con ốc hãng với heo dầu này ra. Sau đó mình nhả ốc trục nhá. Cái này thì thực ra là anh em nào biết thì bỏ qua cho mình, còn mình hướng dẫn cho anh em không biết. Nhiều khi anh em đi vào những thợ mà gọi là không biết tăng xích thì đi nó rất là nguy hiểm. Đây, đây vị trí của xích đây. Anh em quay sang sát bên này cho mình. Đây, xích rất là trùng nhá, rất là trùng. Đó. Anh em có ở nhà hãng sản xuất ấy, họ có làm vạch khắc đây, nhưng mà chia vạch khắc đây, anh em có thể nhìn vào đây tăng cũng được, nhưng mà nó rất là khó. Cho anh em quay sang bên kia xong lại quay về bên này nó rất là khó. Giờ bắt đầu mình tăng cho các bạn xem. Đó, bắt đầu mình dùng con cà lên 10. Cái này nó, con này nó hơi xít. Mình nhả con này ra. Đấy, nhả này ra xong bắt đầu mình xoay nó lên. Lên. Đó. Anh em lấy ngón tay anh em di này, như là tầm này là được. Đó, nhưng mà anh em tăng tiếp con ốc bên này cho mình. Điều đầu tiên là anh em phải vặn ra trước, anh em hãy vặn vào vì con ốc nó rất là dít. Đấy, anh em cảm thấy hai bên xích là đều nhau. Thì anh em dùng cái tô vít này. Anh em dùng cái tô vít này, đây, quay về đây em ơi. Đây, anh em bấm vào đây, anh em để thẳng cái tô vít ra, anh em bấm vào đầu ngón tay này. Đây, bằng đoạn bên này, đoạn khớp của cái con ốc bên này, dài với con khớp bên này. Đấy, như này. Đó, hai bên này, dài như nhau. Anh em nhìn nhá, bấm ngón tay vào cái tô vít này. Anh em đo hai bên như này. Đấy, bằng như nhau, đúng không? Anh em nhìn thấy bằng không? Đó, bằng nhau nhá, mình lấy cái thước, mình cho các bạn xem. Đây, mình dùng cái thước này mình đo luôn centi cho các bạn xem nhé. Đây, về đây là 2 phân rưỡi nha anh em nhé. Đấy, 2 phân rưỡi này. Đó, 2 phân rưỡi. Bên này mình đo cho các bạn xem nhé. Đấy, cũng là 2 phân rưỡi. Các bạn thấy không? Đó là cân nhau. Rất là nhanh thôi. Anh em chỉ cần dùng cái tô vít này anh em bấm thôi. Đây là mình đo cái thước kẻ cho anh em xem. Xem nó chuẩn, độ chuẩn nó thôi. Anh em chỉ cần bấm như thế này. Đo vào đây, thẳng ra, bấm. Và đo bên này, bấm. Không cần phải cúi sang bên này nhìn thế này nữa. Anh em thấy không? Nó rất là dễ thôi. Giờ thì bắt đầu mình siết vào cho anh em. Cái việc tăng xích nó rất là đơn giản, nó chăm sóc một chiếc xe rất là cực kỳ là đơn giản. Nhưng mà chăm sóc làm sao cho đúng cách, làm sao cho nó chuẩn, chứ không phải là cứ tăng lên là đi đâu. Đó, sau đó bắt đầu tiếp tục mình siết con ốc hãng. Cái pen dầu này, heo dầu này. Này mình dùng máy bắn thì nó nhanh hơn, nhưng mà mình làm cho anh em, với anh em không có máy thì anh em cứ từ từ mà làm, từ từ siết chặt nó. Đó, tiếp theo cái điều cuối cùng ấy mà anh em hay quên khi tăng xích xong ấy là anh em nhớ siết lại những con ốc này cho mình. Siết lại chặt cái con ốc này cho mình nha. Để cho đi nó đỡ bị rơi. Tiếp tục dùng bằng tên luôn. Anh em siết chặt vào. Và bước cuối cùng thì anh em tăng xích xong. Ok. Đó, xong là anh em có thể là tra nhớt. Nếu mà xích còn ướt mà còn dầu ấy, thì anh em khỏi tra. Còn không, nếu mà khô thì anh em nên tra nhớt cho khách hoặc là cho bản thân chiếc xe của mình. Giờ thì mình đã hướng dẫn cho anh em xong cái quá trình tăng xích nhanh gọn mà chuẩn. Và hướng dẫn anh em hoàn thiện cái phần cốp này chống bẩn trong quá trình sử dụng lâu dài. Hôm nay thì mình xin tạm dừng video ở đây. Anh em cảm thấy hữu ích, vui thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký giúp mình. Xin chào.